Kính chào quý vị và các bạn. Một tuần trôi qua thật nhanh và chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục Sắc màu văn hóa các dân tộc của Đài Phát thanh và Truyền hình Cao Bằng. Thưa quý vị, tiếp tục cuộc hành trình khám phá về những nét độc đáo về phong tục tập quán và văn hóa tín ngưỡng của dân tộc Lô Đen tại xóm Khuể Khon, xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc. Trong chuyên mục tuần này, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn hãy cùng nhóm phóng viên đến dự lễ cưới của dân tộc này. Gia đình người Lô Đen là gia đình phụ quyền, quyền hạn trong gia đình thuộc về người đàn ông. Con cái khi đi lấy chồng được của hồi môn để làm vốn khi ra ở riêng. Người Lô Đen cũng có những chuẩn mực về cô dâu và chú rể. Thưa quý vị và các bạn, việc dựng vợ gả chồng của đồng bào dân tộc Lô cũng rất được chú trọng. Nam thanh niên Lô thích kết hôn với cô gái chăm chỉ, khéo léo trong việc đan lát, thêu thùa và khỏe mạnh. Còn các cô gái Lô thích kết hôn với chàng trai khỏe mạnh, biết cày bừa và làm ra các nông cụ sản xuất, với mong muốn sau này họ sẽ sinh ra những đứa con khỏe mạnh và cùng làm ra nhiều ngô lúa để cuộc sống đỡ vất vả hơn. Lễ cưới có nhiều bước, trong đó có lễ dạm hỏi, lễ báo cưới, lễ cưới chính thức và lễ lại mặt. Cũng như các dân tộc khác, sau khi chọn được cô gái phù hợp với con trai mình, nhà trai tìm bà mối khéo ăn khéo nói, chọn ngày lành tháng tốt sang thưa chuyện với nhà gái, còn được gọi là lễ dạm hỏi. Sau khi lễ dạm hỏi thành công thì thường sau 2 đến 3 năm lễ cưới chính thức mới được tổ chức. Lễ cưới thường được tổ chức vào tháng 9 đến tháng 12 âm lịch khi mùa vụ đã thu hoạch xong. Sau lễ dạm hỏi, cô dâu và chú rể danh chính ngôn thuận về chung sống với nhau. Nếu hai gia đình có điều kiện kinh tế thì sẽ tổ chức đám cưới, còn nếu điều kiện hạn hẹp thì họ được coi như vợ chồng sau lễ dạm hỏi. Có lẽ chính quan niệm này mà có nhiều đám cưới diễn ra khi cô dâu và chú rể đều đã có con. Và đám cưới mà nhóm phóng viên đến dự, cô dâu Na Thị Dấn và chú rể Na Văn Chúng đã có với nhau được 2 người con. Người con trai cả được 5 tuổi và con gái thứ hai hơn 1 tuổi. Lễ vật mang theo được hai gia đình thống nhất từ lễ báo cưới. Nhưng lễ vật thường là gạo, rượu, thịt lợn và mỗi thứ đều là một tạ. Còn tiền hay trang sức thì tùy vào điều kiện của từng gia đình, chứ không có quy định cụ thể nào. Sau lễ cưới 3 hôm thì cô dâu, chú rể, phụ dâu, phụ rể quay trở lại nhà gái thăm bố mẹ cô dâu, còn được gọi là lễ lại mặt. Buổi tối trước ngày cưới, thường thì họ hàng, anh em, bạn bè của nhà trai sẽ đến chơi, uống rượu, trò chuyện với nhau. Vì nhà của người Lô rộng rãi, thoáng mát nên những sinh hoạt đều được diễn ra trong nhà. Họ giải chiếu hoặc cót và mọi người ngồi quây quần bên nhau, chứ ít khi ngồi ở bàn ghế. Vì quyền hành trong gia đình do người đàn ông quyết định nên trong những ngày vui thì nam nữ thường ngồi riêng. Những câu chuyện về việc chuẩn bị cho lễ cưới ngày mai hay những câu chuyện về hàng xóm láng giềng, việc làm ăn cũng được nói đến rất rôm rả. Thank you.
Để lễ cưới diễn ra suôn sẻ, cô dâu và các chị em đã cùng nhau kiểm tra lại trang phục, phụ kiện mặc trong ngày mai. Ngay bên cạnh là mâm của đàn ông. Ngoài việc bàn bạc lễ cưới thì phải chuẩn bị những gì, thì những đấng mày râu lại có niềm vui bên ly rượu, đó là lải cỏ. Mặc dù ngôn ngữ khác với các dân tộc khác, nhưng các lải cỏ cũng giống với người Tài Nùng. Ngoài việc đến chơi thì những người đến nhà trai trong buổi tối nay hầu như cũng được gia chủ phân công công việc. Anh em họ hàng thân cận thì giúp gia chủ đón khách, mời rượu. Những người nấu ăn ngon thì sẽ làm bếp. Ai nhanh nhẹn thì bưng bê thức ăn. Đám cưới nhà trai ngày mai sẽ có khoảng 20 đến 30 mâm cỗ. Vì vậy, việc chuẩn bị những món ăn chính phải làm dần từ tối nay. Trong chiều nay, nhà trai đã thịt lợn, vừa để mang sang nhà gái, vừa để làm cỗ bàn. Để chuẩn bị cho đám cưới, nhà trai thịt 7 con lợn. Và đây là nguyên liệu chính để chế biến thành các món ăn khác. Nhiệm vụ nặng nề nhất đó là bếp trưởng. Anh ơi, thế thì để chuẩn bị cho đám cưới này thì gia đình đã thịt bao nhiêu con lợn? Gia đình đã thịt 7 con lợn. Vậy thì để chuẩn bị cho đám cưới thì ngày mai mình làm khoảng bao nhiêu món ạ? Ngày mai thì khoảng từ 12, 13 món. Thế thì cái món chính là món ăn gì nhiều ạ? Món chính thì thịt bây giờ làm đấy. Xong thì là thứ hai lại món còn một hai món làm chả như thế này. Làm hai món thịt giòn. Xong thì là thịt gà nữa, luộc thịt gà nữa, xong thì làm cái thịt lạp sườn. Làm sẵn xong thì mai mình thái thành miếng, xong thì đặt mâm bao nhiêu người thì mình cũng là mới mình một miếng. Mấy món một miếng. Vâng. Vậy thì cái món ăn mà của người Lô Lô mình trong đám cưới thì món nào là quan trọng nhất? Quan trọng nhất thì là mấy món, 3-4 món cái thịt giò này, thịt gan lòng này, xong thì thịt lạp sườn này, thịt gà này. Vậy thì để chuẩn bị cho đám cưới này thì có bao nhiêu người làm bếp ạ? Đây thì là ở dân tộc Lô Lô cưới này thì là trong làng thì anh em cũng người nhà nào cũng nói hết ạ, làm giúp nhau hết ạ.
Từ nhà gái về đây là ăn luôn rồi. Vâng, thưa quý vị, để đám cưới được diễn ra thì sẽ phải chuẩn bị rất nhiều công đoạn. Và đối với dân tộc Loloden, họ sẽ tiến hành lễ rước dâu, đón dâu như thế nào và lễ cưới sẽ được diễn ra trong bao nhiêu ngày? Những câu hỏi đó sẽ được lý giải trong chuyên mục tuần sau. Và quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ khung giờ phát sóng của chuyên mục Sắc màu văn hóa các dân tộc của Đài Phát thanh và Truyền hình Cao Bằng nhé. Và chuyên mục tuần này của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.